mặt thế. Không giới thiệu. Không giới thiệu đâu, hình như toàn nhà nhà. Hóa ra cũng không người nhà. Nay mày cứ vụ tới là cho cháu xin chân. Có tay xin. Hết rồi. Vâng chờ các ông học này. Chưa chưa. Chờ ơi, em xin. Anh con ca đây, em xin một cháu đây. Chờ ơi. Đi tiếp khách là một kỳ tích. Bắt đầu. Bây giờ ai nhỉ? Gen Z họ câu này chân vui thế này. Gen Z họ câu này. Đây phát biểu đi tiếp nào. Đây này cậu nhớ. Đây nó nhẹ. Một hai ba. Go. Hai ba. Go. Ba bốn. Nào. Mình đứng đỏ đây. Cái lần nào. Chú ơi, có chụp ảnh không? Cái này chụp mà ánh nó kém hơn, nó chỉ quay. Sao vào trong này được chưa? Không được, đứng cách cái tàu nó chui vào. Cái bác mua này tới 480 là được rồi. Đúng rồi. 540 là được rồi. 540. Cái giá nó cứ đang cạnh cái bác cứ bị tính hai rưỡi bắt đầu. Hai rưỡi. Chương trình ca nhạc chúng tôi còn rất là dài. Rồi tôi sẽ xong mực. Ban lại phải xóa. Thế chết. Thành, Thành vẫn đi. Thành là về hưu. Mày. Đó. Tay nào? Tay nào? Đây, để lấy cái rồi. Đâu rồi? Mẹ mày sao không bố mẹ chai rượu thật đi. Cái chứ cái đấy là đặc ngoài lao. Vẫn thế nào. Cái lò này bác mình đưa đâu. Này đấy. Bác cái tham rất vừa vừa là bỏ đeo lại thôi. Rớt cái chân thân này. Vừa đầu toàn bông hồng diễn thì. Đúng rồi. Mẹ cái lò nước này nó. Quay bác. Bác, nếu bác đừng khoát. Cái này nước mực tanh á, nếu bác chết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhân dân xây dựng và chức thể trong buổi chiều ngày hôm nay. Và như vậy là trải qua bao nhiêu giây chờ phút đầu và giờ mau trong buổi chiều ngày hôm nay. Của chúng ta, hoan hân là những nụ cười của những năm đời tháng chờ, và hôm nay toàn lòng mong đợi ngày về đoàn viên. Vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng gặp mặt danh dự của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Cụ công các bà, cô bác anh chị, các bạn tuổi trẻ, làm thành nữ tú xa gần là xa, quan viên hai họ bốn nhà đã có mặt trong chương trình buổi lễ thành hôn, mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lần đầu tiên cho phép ban nhạc tình yêu và tuổi trẻ Ngọc Triều, Văn Quân xin được gửi tới cô chú chị, gửi tới các bạn trẻ làm thanh niên quan viên hai họ bốn nhà một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Trẻ gặp nhau để cho anh yêu em trong khúc nhạc ban đầu. Anh đón em về trong sân vui ngày cưới. Tiếng nhộn nhịp sát sao từ đầu ngõ. Sang hiền về hai họ đón mừng vui. Tiếng đàn gửi bao khúc thật tường. Trời như hoa lở tấm lòng âm ương. Và rồi gặp cha mẹ chào anh chào chị. Chào cầu mờ bá sĩ thật tường. Sang hiền như muốn nói nhiều. Mà lòng bao phủ bao điều bấy lâu. Nghĩa phúc vú ân tình sớm tối. Tình vợ chồng chắc cưới trăm năm. Tình yêu đẹp từ ánh chắc rằm. Tình yêu đẹp bởi ngàn năm tương phùng. Trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách của tình yêu trên chồng vợ, như ban tổ chức đã thông báo thì hiện nay hoa hạnh phúc đang rực rỡ bừng nở trên bầu trời quê hương để chúc mừng hạnh phúc cho ngày hạnh phúc cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Màu tím thủy chung, màu nhung sáng sắc, màu xanh tươi mát, màu đỏ lồng làn. Trang hoa này đang tỏa sắc vô màu nhưng không có màu nào đẹp bằng, rực rỡ bằng màu của hạnh phúc, màu của tình yêu đôi lứa. Tiến lên gửi lời chào thân ái nhất đến quan viên hai họ bốn nhà trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chị và các bạn, ngày xưa đám cưới thì có pháo lồ bình đà, mà ngày nay nhà nước cấm pháo thì đã có pháo tay để chúc mừng. Và vừa rồi có một cầu đoạn của chú rể Trần Quỳnh buông một quả pháo giấy cầm tay, bắn lên phân cưới xuống bay đèn lồng. Thế là cô dâu Lê Thúy Quế quay sang câu hỏi chú rể Trần Quỳnh rằng: anh mờ 12 số của gia đình con nhà trai đã bao nhiêu đến giờ thăng long hoàng đạo, giờ đẹp nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Cho phép ban nhạc tình yêu và tuổi trẻ Ngọc Triều, Văn Quân xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn đang gặp tình yêu cho chú rể Trần Quỳnh. Cô dâu Lê Thúy, cô dâu Lê Thúy, chú rể Trần Quỳnh trong buổi chiều ngày hôm nay xin được chính thức chia tay. Chia sẻ Trần Quỳnh và cô dâu Lê Thúy của chúng ta, họ đã làm quen và gặp gỡ trên hai bước đường công tác để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho gia đình và góp phần tươi đẹp hơn cho xã hội. Và lại yêu vì tình. Và ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đó, thì những bạn trẻ của chúng ta họ đã nhận ra rằng mình là một nửa của cuộc đời nhau. Và rồi tình yêu có từ nơi đâu? Sao không nói những câu anh chờ? Mà tình yêu có từ trong mơ, mà để chờ chờ anh đợi đến mãi ngày hôm nay. Anh đã đi qua hàng trăm dòng sông, đi qua hàng vạn cánh đồng, nhưng cũng chỉ thật tình ngỏ ý yêu em. Yêu em anh cứ muốn yêu, hàng trăm chỗ lệch cũng kết cho bằng, mà ép về có điều thế nào. Nhiều chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị anh chị và chờ ngày hôm nay. Đầu tiên cho Đức Sơn xin gửi tới là ca khúc được mang tên Thao thức về em nghe là Quỳnh, Thao thức về Thúy. Thank you.
Sáng năm mới có một cái sức khỏe dồi dào và cũng không quên rằng cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người chúng ta có cuộc sống an lạc. Và xin một lần nữa cảm ơn sự tiếp đón của gia đình nhà trai và không có điều gì nói hơn được nữa. Hôm nay gia đình chúng tôi xin gửi gắm tình cảm
của gia đình nhà gái và gửi gắm tình cảm sâu sắc nhất cho người cháu gái của tôi và nàng dâu gia đình nhà ông Trực ở đây và tất cả các cụ công các bà cùng tất cả bà con cô bác trong dòng họ của cháu Quỳnh, và cũng mong rằng và gia đình chúng ta cả hai gia đình đều gắn kết tình cảm để cùng chung tay giúp sức và tạo một cái hạnh phúc trang năm cho các cháu, và xin chúc phúc các cháu, chúc sức khỏe tất cả các vị, và xin một lần nữa cảm ơn. Được về lâu về dài, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một bác đại diện cho gia đình nhà trai lên có đôi lời nhận dâu trong buổi chiều ngày hôm nay, và xin mời được chiều ngày hôm nay. Kính thưa các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai họ, qua thời gian tìm hiểu công tác ở trên Hà Nội, hai cháu quen biết nhau đi đến xây dựng hạnh phúc với nhau. Hôm nay ngày này đáng tốt, hai gia đình có tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Qua lời căn dặn và gia dâu của một vị đại diện cho hoàng nhà gái, chúng tôi xin cảm tạ và ghi nhận những cái lời chúc phúc cho hai cháu cũng như gửi gắm hai cháu đối với gia đình chúng tôi. Cũng mong hai cháu sống làm sao ngày một thành đạt, công tác tiến bộ tốt và xứng là dâu hiền dưỡng bảo của đôi bên gia đình. Cuối cùng không biết nói gì hơn, xin cảm ơn các cô công các bà, cô chị chú bác cùng anh chị em bạn bè thân thiết của hai cháu đã đến thời lễ thành hôn. Chúc mọi người luôn thành đạt bình an cho cuộc sống, chúc hai cháu luôn sống hạnh phúc và công tác tiến bộ. Xin cảm ơn. Vâng, thật là chú rể của chúng ta sẽ tay trong tay đứng lên trao cho nhau kỷ vật ngày vui ngày cưới, đó là cặp nhẫn cưới tình yêu trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ đứng lên trao cho nhau vòng nhẫn cưới chúc kỷ niệm ngày vui ngày cưới trước tiên viên rất trong đủ của con viên hai họ bốn nhà trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bàn tay thì lại làm lấy tay, ai cũng thức trắng, ai say cho tròn. Tay em vừa trắng vừa tròn, anh cầm mắt lành kia hòn đã xanh. Tay làm nắm lấy tay anh, dù ai lớp quần nói quanh mặt người. Tay ở những đám vợ đám chồng, riêng số đã định, tơ hồng đã xa. Họ xin mời ra tới trường, hãy dành một tràng vỗ tay chúc mừng hạnh phúc cho các thơ và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc rể chân tình của chúng ta đang đeo vào nhẫn cưới cho cô dâu, và chúc rể chân tình của chúng ta hôm nay nhìn hơi run như nào. Và kính thưa quý vị anh chị và các bạn trẻ, lắng nghe như vậy là cô dâu và chúc rể của chúng ta họ đã trao cho nhau những kỷ vật yêu thương nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Và theo như phong tục tập quán của quê hương Hải Dương và hầu như tất cả các đám cưới mà tôi đã tổ chức, thì hầu như là chú rể là muốn một cô dâu một cái để thể hiện tình yêu của mình trong ngày vui ngày cưới. Cái này là công nhận thì MC chưa nói gì đã hôn rồi, chú rể máu quá, chưa nói gì đã hôn rồi. Lúc nào mà tôi đến tên ba thì chú rể mới được hôn, làm gì mà vội thế. Vâng, nụ hôn được thành công nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, thì xin được trân trọng kính mời chú rể Trần Quỳnh sẽ đứng sang bên phải của mình hai bước được không ạ? Đây các nhiếp ảnh gia sẽ chuẩn bị những ống kính của mình. Vâng, được rồi, xin mời cô dâu Lê Thúy quay sang chồng mình với một góc 45 độ, Thắng Tiến. Và chú rể Trần Quỳnh, người của em là người nói nên hôm nay anh sẽ để cho em nói, nếu anh em nói gì thì anh làm đấy nhé. Chú rể Trần Quỳnh hãy bước lên hai bước được không ạ? Sát cô dâu, sát cô dâu. Rồi, chú cô dâu đưa hai tay của mình lên vai chú rể được không ạ? Đây là những thước phim ghi lại là hạnh phúc nhất của đôi đôi. Xin mời cô dâu. Vâng, chú rể thì đưa hai tay của mình lên eo cô dâu. Hơi hơi cao một chút nhé, đừng để gần quá. Đẹp chưa? Quý vị thấy đẹp không ạ? Có đẹp không ạ? Như diễn viên Hàn Quốc Lam Chin Sun nhỉ? Vâng, quá đẹp rồi đúng không ạ? Vâng, trước khi lưu hôn bắt đầu thì tôi hỏi chú rể này, thế là không biết là tôi thì tôi sinh hai đứa con gái rồi, nhưng mà không biết là anh thích sinh bao nhiêu con trai và bao nhiêu con gái nhỉ? Nếu mà các cô người ta bảo là hôn vào má bên phải thì là 5 trai một gái, hôn vào má bên trái thì 5 gái một trai, hôn lên đôi môi cháy bỏng của cô dâu thì ước còn gì được con ấy. Thì không biết là chú rể Trần Quỳnh trong 3 phương án trên thì sẽ lựa chọn phương án nào để cho thích hợp nhất trong những ngày vui ngày hôm nay được không ạ?
Chứ giờ Trần Quỳnh đang lựa chọn đấy ạ. Vâng, các cụ hiện tại gọi là ăn trầu thì thích nhất là mình vui, mà đàn ông thì thích nhất là hôn môi đàn bà. Vâng, mà một nụ hôn sâu sắc nhất sẽ được diễn ra trong buổi trưa ngày hôm nay thật là dài đấy ạ. Xin mời các nhiếp ảnh gia truyền hình ống kính chúng ta ghi lại những giây phút thật hạnh phúc của lứa đôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Ban tổ chức của tôi chuẩn bị đến nhá. 3, 2, 1, hôn nào, hôn nào. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn cô dâu và chú rể. Vâng, tôi thay mặt gia đình ban tổ chức thì gửi tới tất cả các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ mặc gần xa cùng các bạn nam nữ thanh niên, bạn bè của hai cháu một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Mừng hạnh phúc cho hai cháu Xuân Quỳnh và Lê Thúy. Tôi xin trình bày một bài hát Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ. Tuổi trẻ năm nữ thanh niên, các bên hai họ bốn nhà, hãy lắng lại món quà cưới của gia đình hoa nhà trai để cùng chung vui bước hôn thân mật, chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Em á, cắm gần đủ rồi. Năm nay 17 từ dưới rồi nhỉ?
Happy birthday to Anh nhá. Lên sinh nhật. Quay à? Mình cũng mơ nữa. Này, chân đến xong hôn đi nhá, để chụp đi nhá. Bây giờ ngày này cho các con đúng không? Chết thôi. Xong nào giờ này chúng ta tới. Hai người cùng cho mê cho cháy đều. Hai người cùng cho mê đâu mà. Đâu mà. Cho nó cháy xem. Ôi sao? Rồi đây đây đây. Có lực có nhiều. À. Từ từ chú đợi. Thôi đây đây, đây. Nhìn đây đây. Nhìn nó lấy không được đấy. Hôn lại thế nào? Cô dâu cũng phải nhìn vào cái hôn mà cứ nhắm lên môi này đi tìm. Làm lại nữa đó, ngồi chơi không đó. Còn gì nữa? Lại còn bắn phá trong phòng nào. Ừ, bắn một cái. Bắn ra. Đúng, cứ phải bắn mà hai người có việc gì to. Mở bắn rồi. Đấy, này. Này, này. Có như rác đây. Thế không bắn nữa này à? Thôi rồi. Không bắn nhỏ à? Hôn nhau đi. Nhưng mà nó hỏng nó chặt quá nên là không được cái cánh này. Không được cái cánh. Từ 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 từ. Mày đừng, dám mày đừng nghiến răng là thế này bố ơi, quay đi. Đi lên lại, nằm lại, nằm lại, nằm lại, nằm lại. Quay quay lại mày dám cái nó thế này, nó cũ. Từ trong này dẫm ra. Thế này đúng rồi, hai đứa từ trong thì từ ra không dẫm. Nhưng mà đừng người chút đấy, đừng nghiến răng, nghiến răng thế này. Quả bóng thế này. Dẫm hết chỗ ý dẫm ra. Còn đâu để tôi. Rồi, dẫm nhiều đấy. Bây giờ đẹp không hai bà cháu đẹp không? Chúng như thì nó. Xe xe. Một người nhãn còn trẻ con, úi giời dương kìa, úi giời ơi. Khổ kìa. Ôi trời chị bé cười ơi.